Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh fanpage của Học Văn Chị Hiên, trung học cơ sở lớp 6, 7, 8, 9. Và các bạn ơi, trong ngày hôm nay thì chị có mặt ở đây cùng với các bạn để hướng dẫn chúng ta với một bài viết đầu tiên trong chương trình của văn lớp 9. Và hãy dành cho chị những lượt chia sẻ để biết đâu khi mà chúng ta học đến bài văn số 1, bài viết số 1 thì các bạn cần phải xem lại những phương pháp ấy thì sao? Được không ạ? Thế thì chúng mình sẽ vào trong này để cùng chị xem về phần phương pháp viết bài viết số 1 của chương trình ngữ văn lớp 9 nhé. À vậy thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây chính là một cái lộ trình học. Đây chính là một cái lộ trình tham khảo để cho các em có thể lập ra cho mình một cái kế hoạch ôn tập trong năm học lớp 9 này. Và các bạn đều hiểu rằng trong năm học lớp 9 là một cái năm học mà có khá là nhiều những cái thử thách dành cho các em. Và các em cũng cần phải phân bố thời gian hợp lý cho các môn học, đặc biệt là môn toán và môn ngữ văn, đúng không ạ? Rồi những môn về ngoại ngữ, những môn về thi bổ sung thêm đó, thì các bạn phải có được cho mình những kế hoạch ôn tập thật tốt thì chúng ta mới có thể ôn tập được. Vậy thì ở đây chị có một cái lộ trình để giúp cho các em học trọn vẹn trong năm học lớp 9. Và đặc biệt hơn là các bạn kết hợp cái việc mà chúng ta học kiến thức cơ bản với việc học phương pháp, để làm sao khi mà các bạn đến cái giai đoạn cuối rồi, các bạn không phải quá là lo lắng trong cái việc là ô bây giờ mình đã có kiến thức nền rồi nhưng mà mình không biết xử lý bài thi như thế nào. Thì đấy là tầm quan trọng của việc là chúng ta phải học thêm cả phương pháp. Thế thì các bạn có thể nhìn thấy này, hiện tại thì cũng đã là bước sang tuần thứ 2 hoặc là tuần thứ 3 của năm học mới, đúng không? Đó, thế thì các em cũng đã đến cái phần viết này rồi, đến cái phần viết rồi, phân tích một tác phẩm thơ rồi. Đối với các bạn, nếu mà học bộ cánh diều thì các em cũng đã đến phần viết rồi. Thế thì trước mỗi phần đọc hiểu nhá, trước mỗi phần đọc hiểu văn bản, các bạn phải học được phương pháp đọc. Học phương pháp đọc. Và kết hợp với việc học gì ạ? Học tri thức ngữ văn, học kiến thức ngữ văn. Học kiến thức ngữ văn. Đó. Chúng ta phải kết hợp. Nếu các bạn không học kiến thức ngữ văn thì các bạn sẽ có không có kiến thức công cụ để chúng ta đọc được văn bản. Thế thì đây các bạn nhìn nhé, trong cái quá trình mà các bạn đọc văn bản này, các bạn đều phải học cái phương pháp để đọc văn bản trước. Ví dụ ở đây là văn bản thơ, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải đọc thơ như thế nào? Đó, học thơ rồi đến khóc dương khuê thì là song thất lục bát. Thế bây giờ là đối với thể loại thơ song thất lục bát thì các bạn sẽ phải chú ý vào những điểm gì của thơ song thất lục bát. Được chưa? Đó, và đến cái giai đoạn viết này, các bạn hãy nhớ nhá, chúng ta học là học 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. Nhưng đi thi các bạn sẽ chỉ học, sẽ chỉ thi 2 kỹ năng thôi. Tập trung thi 2 kỹ năng, đó chính là đọc và kỹ năng viết. Được chưa ạ? Chỉ học kỹ năng đọc, chỉ thi kỹ năng đọc với kỹ năng viết. Thế cho nên cái phần đọc hiểu thể loại sẽ là phần vô cùng quan trọng. Nó sẽ chiếm bao nhiêu điểm ạ? Phần đọc sẽ chiếm 4 điểm của các bạn. Và phần viết sẽ là phần chiếm 6 điểm. Đúng không? Phần đọc sẽ chiếm 4 điểm và phần viết sẽ chiếm 6 điểm của các bạn. Thế cho nên các bạn phải hết sức lưu ý trong quá trình mà chúng ta học đọc và học viết. Và chị nói rồi, để học tốt được ngay từ đầu năm, các bạn phải buộc phải học phương pháp. Rất nhiều bạn vẫn đang trông chênh, rất nhiều bạn vẫn đang chênh vênh, không biết là mình phải làm như thế nào, mình phải học phương pháp như thế nào. Thì trong buổi ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn các bạn một phần phương pháp nhá. Chị sẽ hướng dẫn các bạn một phần phương pháp trong kỹ năng viết, được không ạ? Các bạn có đồng ý điều đó không? Nếu các em đồng ý thì các em có thể comment là em muốn học phương pháp xuống phía dưới. Thì ngày hôm nay chị sẽ dạy các bạn một phần phương pháp của phần viết. Các bạn có muốn học phương pháp không ạ? Ồ, bây giờ là chị lên đây livestream cho các bạn, chia sẻ miễn phí cho các bạn mà các bạn còn không muốn học hay sao đây? Chị chưa thấy cái phần trả lời của các bạn. Hiện tại thì các bạn có muốn học một phần phương pháp viết mà chị đã soạn và dạy cho các bạn ở trong khóa VIP không ạ? Thì ở trong buổi livestream ngày hôm nay thì chị sẽ hướng dẫn các bạn một phần phương pháp viết nhá. Được không? Có đồng ý không? Rất là lười tương tác, trời ơi! Tại sao lại lười tương tác như thế? Đó. Rồi, vậy thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này. Các em có thể nhìn thấy nhá. Đây chính là một cái lộ trình học cho các bạn học sinh lớp 9 có thể tham khảo. Các em có thể tham khảo lộ trình này
Nếu bạn nào mà đang chưa biết được là mình cần học như thế nào trong chương trình ngữ văn lớp 9 thì các em có thể nhắn tin về trên bếp để xin cái lộ trình học này nhá. Được không ạ? Các bạn có thể nhắn tin về để xin cái lộ trình học này và các em dán ở trên bàn học ấy. Đó, thì từng ngày, mỗi ngày thì các em sẽ học một bài cho chị. Đó, và sau đó thì dần dần là các bạn sẽ luyện được thôi. Hãy nhớ nhá, chúng ta chỉ gói gọn cái phần học kiến thức nền trong khoảng 3 đến 4 tháng thôi. Và sau đó thì các bạn phải chuyển sang cái gì ạ? Chuyển sang phần phương pháp kỹ năng. Đó, phương pháp kỹ năng thì có kỹ năng gì ạ? Đọc hiểu, rồi kỹ năng nghị luận, viết nghị luận xã hội và kỹ năng viết nghị luận văn học. Hai cái kỹ năng viết nghị luận là xã hội và nghị luận văn học, các bạn phải dành thời gian rất là nhiều cho chị. Yes, phải dành thời gian rất là nhiều. Bởi vì các bạn biết đặc trưng của chương trình ngữ văn mới á, là chúng ta viết nghị luận xã hội cũng vô cùng khác, viết nghị luận văn học cũng vô cùng khác, chứ không phải giống như trước đây. Không phải giống như trước đây là các bạn nghĩ gì các bạn viết đấy được đâu, là các bạn sẽ được điểm đâu. Viết nghị luận xã hội chúng ta phải trải qua bao nhiêu ý, và mỗi ý đó các bạn phải tương ứng với những bằng chứng như thế nào, cái lý lẽ đó phải cùng với bằng chứng ra sao. Thì nếu các bạn vẫn còn đang loay hoay trong quá trình viết nghị luận xã hội, các em có thể tham khảo cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội nhé. Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Và ở trong cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này thì chắc chắn nó sẽ có những công thức. Nó có những cái công thức cho các em để làm sao các em dễ học, các em dễ nhớ hơn. Tránh cái trường hợp là vào bài thi, bài làm rồi, đúng không ạ? Vào phòng thi làm bài rồi mà chúng ta vẫn chưa nghĩ ra được là bây giờ chúng ta phải mở bài ra sao, chúng ta phải dẫn dắt từ mở bài xuống phần thân bài như thế nào. Thì cuốn Sổ tay chinh phục nghị luận xã hội này sẽ giải quyết những vấn đề đó cho các em, đồng thời sẽ giúp các em biết được là à, với mỗi dẫn chứng chúng ta sẽ phải phân tích dẫn chứng như thế nào. Chứ không phải là việc là chúng ta nêu cái dẫn chứng ý ra là xong, mà các bạn còn phải đi phân tích dẫn chứng qua 3 bước cơ. Đó, thì nếu các em muốn tham khảo những đầu sách liên quan đến nghị luận xã hội, đặc biệt dành cho chương trình mới, thì tất cả các bạn học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8 các em có thể nhắn tin về bếp, chị sẽ gửi bản đọc thử cho các bạn nhá. Được chưa? Rồi, còn trong buổi ngày hôm nay chị muốn hướng dẫn các bạn một phần phương pháp ở trong khóa học của Học Văn Chị Hiên. Các bạn đều biết đặc trưng của những khóa học trong Học Văn Chị Hiên thì đều là cái việc chúng ta học kết hợp với phương pháp, kết hợp với những công thức để cho chúng ta dễ dàng hơn trong việc chúng ta viết văn. Đó, viết văn thì chị biết rằng là rất nhiều bạn viết là cứ nghĩ gì các bạn viết đấy thôi. Nhưng mà học văn thì cũng có công thức đấy nhá. Thế thì ngày hôm nay, à, 2K8 chào chị. Chị rất nhớ, chị rất nhớ bạn Kirimara. Đó, rồi, các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng nhau học một phần về phương pháp viết nhá. Và bài viết ngày hôm nay chị muốn hướng dẫn các bạn đó chính là phân tích một tác phẩm thơ trong chương trình ngữ văn lớp 9. Phân tích một tác phẩm thơ Thế thì không biết là ở trên lớp thì các bạn đã học đến văn bản, đã học đến cái phần viết này chưa ạ? Các em đã học đến cái phần viết phân tích một tác phẩm thơ này chưa? Có thể comment xuống cho chị biết không? Có thể comment xuống cho chị biết không ạ? Nào, trong một bài viết, nhất định các bạn phải trải qua bao nhiêu bước? 4 bước, đúng không ạ? Nhất định chúng ta phải hình thành trong 4 bước. Bước 1 là bước chuẩn bị, đúng không? Bước 1 là bước chuẩn bị trước khi viết. Thì những cái thao tác cần làm của các em là gì ạ? À, thế thì nếu mà các bạn chưa học đến phần này thì trong cái buổi livestream ngày hôm nay có vẻ rất hữu ích cho các bạn, đúng không ạ? Để các bạn nắm được một vài những cái công thức hay khi mà chúng ta đi viết phân tích một tác phẩm thơ, các em nhá. Rồi, chị nhắc này, khi mà chúng ta đi viết một khi chúng ta đi viết bất cứ một bài viết nào, các bạn đều phải trải qua 4 bước, đúng không ạ? Bước 1 đó chính là chúng ta chuẩn bị trước khi viết. Thế thì cái thao tác cần làm khi mà các bạn chuẩn bị trước khi viết là gì? Chúng ta phải xác định đề tài, chúng ta phải xác định mục đích viết, đúng không? Rồi chúng ta phải xác định là người đọc, đối tượng đọc bài viết đó của chúng ta là ai. Và chúng ta đi thu thập tư liệu. Thế thì có hai cái nhóm tư liệu mà các bạn sẽ cần phải thu thập, đó chính là gì? Các bài viết, các bài nghiên cứu, các bài phỏng vấn về tác phẩm mà các bạn sẽ chuẩn bị đi viết, chuẩn bị đi phân tích. Và các bạn sẽ ghi chép thêm những cái hiểu biết của bản thân khi mà các bạn đọc tác phẩm đó.
Thì đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai là bước tìm ý và lập giản ý. Đây có thể coi là bước quan trọng nhất trong cái quá trình mà các bạn thiết lập một bài viết. Sau cái bước viết, đúng không ạ? Tìm ý rất quan trọng. Nếu các em bỏ qua tìm ý thì các bạn sẽ có một cái bài viết nó sẽ không có sự logic, đúng không? Thế thì ở trong phần tìm ý này, các bạn sẽ tìm ý bằng bước gì? Bước 1 là chuẩn bị nhá. Bước 2 là tìm ý. Và hãy nhớ đặt ra cho chị những câu hỏi. Đặt ra câu hỏi. Tìm ý bằng cách đặt câu hỏi. Đây luôn là cái phương pháp mà các giáo viên của Học Văn Chị Hiên muốn đưa đến cho các em. Các bạn phải biết cách đặt câu hỏi thì các bạn mới có được một cái dàn ý chất lượng. Các em ạ, nhớ, phải có phương pháp đặt được câu hỏi. Thế thì các bạn nhớ này, các bạn đặt những cái câu hỏi ví dụ như là thế nào? Chủ đề tác phẩm là gì? Chủ đề ấy thể hiện qua những căn cứ nào? Rồi ý nghĩa gợi ra từ cái chủ đề đó là gì? Các bạn đi lần lượt gạch đầu dòng các bạn trả lời cho chị. Tiếp, tác phẩm có những nét đặc sắc nghệ thuật nào? Các bằng chứng nào thể hiện cái nghệ thuật đó? Rồi tác dụng của các biện pháp nghệ thuật trong việc là thể hiện chủ đề và làm nên sức hút của tác phẩm là gì? Và sau đó thì các bạn làm gì? Tìm các ý, đúng không? Từ các cái ý tìm được đấy, các bạn sắp xếp thành một cái dàn ý hoàn chỉnh cho chị. Và hãy nhớ luôn luôn đảm bảo một cái bố cục, đó chính là đầy đủ mở bài, thân bài và kết bài. Các em nhớ. Đó. Chị có chinh phục ngâm khúc không? Chị có, nhưng mà bài đó thì ở trong khóa học cơ em ạ. Nhớ. Chị đang hướng dẫn các bạn về phương pháp phân tích một tác phẩm thơ, được không? Một phần của phương pháp. Tiếp, sau khi mà các bạn đã có được cái phần tìm ý và dàn ý xong thì các bạn triển khai thành bài viết thôi, đúng không ạ? Sau đó thì các bạn đến viết. Rồi cuối cùng là chỉnh sửa, đúng không? Đấy, đọc lại bài viết, chỉnh sửa lỗi, rồi ghi các cái kinh nghiệm rút ra sau khi mà chúng mình đã thực hiện cái bài viết đó. À vậy thì chúng ta sẽ có một vài những cái phương pháp. Chị ví dụ ở đây một phần đó chính là phương pháp viết mở bài nhé. Phương pháp viết mở bài. Chúng ta luôn nói với nhau một câu rằng là gì ạ? Đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt. Thế thì bây giờ cứ viết được một cái mở bài đi là chắc chắn những cái phần sau các bạn sẽ viết tốt, đúng không ạ? Các bạn sẽ có cái ý để các bạn viết. Chứ cứ ngồi cắn bút trong cái quá trình mà nghĩ mở bài ấy thì các bạn sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thậm chí 15 phút, 20 phút các bạn vẫn không viết được mở bài. Đó, thế thì chúng ta sẽ có những cái phương pháp nhá. Các bạn hãy nhớ về mở bài, các bạn sẽ có hai cái cách, đó là mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp, đúng không? Trực tiếp và gián tiếp. Thế thì cái hình thức bài văn thì chị khuyên là các em nên lựa chọn hình thức là gì? Mở bài gián tiếp. Bởi vì chúng ta thừa dung lượng mà, chúng ta có thể thoải mái trong quá trình viết mà. Thì đối với hình thức là mở bài đó thì các bạn sẽ sử dụng những mở bài gián tiếp cho chị. Và cái cấu trúc của mở bài thì thường thường sẽ bằng cái việc là gì ạ? Dẫn dắt và rồi đặt vấn đề, đúng không ạ? Chúng ta phải dẫn dắt, sau đó nêu vấn đề. Đây sẽ là hai việc mà các bạn sẽ phải làm ở trong mở bài. Dẫn dắt, các bạn có thể dẫn dắt bằng rất nhiều ý tưởng. Cái này thì các bạn tự tìm ra ý tưởng, đúng không ạ? Và cái vấn đề này sẽ là vấn đề được nêu ra ở cái đề bài của các bạn ấy, và buộc các em phải đưa vào trong phần mở bài, được không nào? Nhá. Và một cái mở bài hay thì cần đảm bảo các yếu tố, đó chính là ngắn gọn, đầy đủ, độc đáo và tự nhiên, được chưa? Đấy. Thế thì xét về những cái thành phần tạo thành mở bài, tạo nên mở bài thì các bạn nhớ này, cái phần dẫn dắt này chúng ta sẽ có thể thay đổi linh hoạt. Các bạn có thể sử dụng bằng những cái cách là gì? Đi từ thông tin tác giả, đi từ đề tài, đi từ nhận định, đi từ những cái cảm nhận cá nhân. Còn đặt vấn đề là phần bắt buộc các bạn phải có. Nó phải bám sát được đề bài và không được thay đổi cái đề bài đó. Đề bài người ta yêu cầu các bạn làm cái gì thì nhất định trong cái mở bài các bạn phải nêu cho chị. Các em nhá. Đó, vậy thì có một số cụm từ này, hay là từ này, hay là cấu trúc câu dùng để dẫn dắt như sau. Nào, một số từ, cụm từ.
Một số từ, cụm từ, rồi câu dùng để dẫn dắt. Dùng để dẫn dắt. Chị ví dụ cho các em nhé. Đầu tiên này, các bạn sẽ sử dụng cái câu rất là quen thuộc. Rất là quen thuộc với các bạn là gì? Trong nền văn học Việt Nam. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hoặc có thể là trung đại, vân vân vân. Đó. Rồi, các bạn sẽ có thể nói là gì ạ? Sử dụng, các bạn sẽ có thể là à thật vậy, ví dụ như thế, hay là à, trong đó không thể không kể tới, đúng không? Trong đó không thể không kể tới. Không kể tới tác phẩm nào đấy. Được không ạ? Có thể dẫn dắt là như thế. À, hoặc là à, điều này được thể hiện rõ quá. Điều này được thể hiện rõ qua tác phẩm nào đó hay qua một đoạn trích nào đó. Được chưa? Nhá. Hoặc là các bạn sẽ có thể sử dụng linh hoạt những cái từ để tránh lỗi lặp từ, như là nhà thơ, thi sĩ, thi nhân, rồi tác giả, người cầm bút, ngòi bút. Còn tác phẩm thì các bạn có thể nói là thi phẩm, bài thơ, trang thơ. Độc giả thì các bạn có thể nói là bạn đọc, người yêu thơ, người tiếp nhận. Đấy là những cái từ mà các bạn có thể thay thế trong cái quá trình mà chúng ta viết, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có những cái cách để viết mở bài như sau. Cách 1, các bạn sẽ đi từ tác giả. Được không ạ? Các bạn sẽ đi từ tác giả. Đi từ tác giả. Đó. Khi mà đi từ tác giả thì các bạn sẽ thấy là gì? Các bạn lựa chọn một trong hai hướng đi sau này. Chúng ta có thể liệt kê dàn trải những hiểu biết của bản thân về tác giả. Hoặc là các bạn chỉ đi sâu vào một khía cạnh nhất định. Thế thì cái hướng đi sâu vào một khía cạnh nhất định nó sẽ tốt hơn và nó sẽ dễ dàng hơn cho các em trong quá trình các em viết mở bài. Chị ví dụ nhá, chúng ta sẽ có cái công thức là gì? Công thức đó chính là à, trong nền văn học Việt Nam. Trong nền văn học, chị viết tắt nhá, Việt Nam hiện đại hoặc là trung đại. Đó. Rồi, tên tác giả. Tên tác giả. Điểm đáng lưu ý của tác giả. Điểm đáng lưu ý của tác giả. Đấy. Ví dụ là về phong cách nghệ thuật, đúng không ạ? Ví dụ là về phong cách nghệ thuật đi ạ. Rồi, sao nữa? À, quá trình sáng tác. Không mệt mỏi. Không mệt mỏi. Tác giả đã để lại cho nền văn học rất nhiều tác phẩm. Rất nhiều tác phẩm giá trị. Một trong số đó là rồi cộng tên tác phẩm, được không ạ? Tên tác phẩm. Đó. Rồi các bạn sẽ dẫn vào vấn đề nghị luận. Vấn đề nghị luận. Được chưa nào? Đây sẽ là một cái cách. Đây sẽ là một cách để các bạn có thể đi từ tác giả. Hay là các bạn có thể thấy là các bạn sẽ đi từ đâu ạ? Các bạn sẽ đi từ đề tài, đúng không ạ? Cách 2 là các bạn đi từ đề tài. Cách 2. Đi từ đề tài. Các bạn sẽ có thể thay thế dễ dàng nhá. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, tác giả nào đấy? Ví dụ tác giả Tố Hữu đi ạ. Với một cái hồn thơ làm sao? Hồn thơ cách mạng.
đúng không? Ấy, ông luôn sáng tác những bài thơ cách mạng mang đậm chất gì đấy. Rồi trong quá trình sáng tác không mệt mỏi của mình, tác giả đã để lại cho nền văn học Việt Nam rất nhiều tác phẩm có giá trị. Và một trong số đó là, các bạn có biết bài thơ Khi Con Tu Hú không? Đó, bài thơ giống như một cái tiếng lòng của một con người làm sao ạ? Một con người sống trong cái giai đoạn đất nước đang bị giam hãm, và chúng ta cất lên một cái tiếng nói tự do. Đấy, hay là bài thơ Từ Ấy cũng thế, là một cái tiếng lòng của một người thi sĩ cách mạng đang giác ngộ cái lý tưởng của Đảng và muốn đi theo cái tiếng gọi của Tổ quốc. Được chưa? Ví dụ là như vậy. Đó, thì đấy là đi từ tác giả. Thế thì đi từ đề tài là như thế nào? Các bạn sẽ thấy cái công thức để đi từ đề tài nhé. Các bạn sẽ có một cái trình tự viết, đó chính là nêu tên đề tài, rồi dẫn ra khoảng 2 đến 3 tác phẩm thuộc đề tài đó. Và sau đó thì các em dẫn vào tác phẩm, dẫn vào vấn đề nghị luận. Thế thì chúng ta sẽ có công thức đi từ đề tài như sau. Công thức đó là gì? Cũng là trong nền văn học Việt Nam hiện đại. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, hoặc là trung đại. Đó, tên đề tài không biết từ bao giờ, không biết từ bao giờ đã trở thành cội nguồn, đã trở thành cội nguồn sáng tác cho biết bao người nghệ sĩ, cho biết bao người nghệ sĩ. Chấm. Chúng ta từng biết tới, chúng ta từng biết tới. Đó, thì cái phần 3 chấm này các bạn sẽ trích cho chị từ 2 đến 3 tác phẩm, được không ạ? Đấy, tiêu biểu về đề tài đó. Về đề tài. Sau đó thì chúng ta nói tiếp. Và khi đến với những sáng tác, và khi đến với những sáng tác của, của ai thì các bạn nêu tên tác giả ra cho chị nhá. Tên tác giả. Đấy. Chúng ta lại thêm một lần nữa, chúng ta lại thêm một lần nữa được nhìn về một tác phẩm, được nhìn về một tác phẩm nổi bật thuộc đề tài này, thuộc đề tài này. Đó, đó là, đây ghi tên tác phẩm nhá, chỗ này ghi tên tác phẩm đó chị. Sau đó thì các em dẫn vào vấn đề nghị luận. Được chưa nào? Thì đây chính là công thức để các em đi từ đề tài nhá, công thức để các bạn có thể đi từ đề tài. Và cái cách thứ ba là các bạn đi từ nhận định. Cách ba, đi từ nhận định. Đối với yêu cầu đi từ nhận định thì các bạn sẽ tự sưu tầm cho mình được rất nhiều những nhận định văn học. Và các bạn thấy đấy, ở trên mạng xã hội thì có rất là nhiều những cái nhận định. Các em có thể gõ ở trên web của Học Văn Chị Hiên, có rất là nhiều nhận định để các em có thể dẫn vào tác phẩm. Các bạn sẽ trích dẫn nhận định, sau đó thì khẳng định cái nhận định đó phù hợp với tác giả hoặc tác phẩm, sau đó dẫn vào vấn đề nghị luận nhá. Hay là các bạn sẽ có cách thứ 4, đó chính là đi từ không gian nghệ thuật của mỗi người nghệ sĩ. Đi từ không gian nghệ thuật
không gian nghệ thuật của mỗi người nghệ sĩ. Mỗi người nghệ sĩ. Ồ, vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái cách thứ tư này này, các bạn sẽ đi bằng công thức gì? Trong cái quá trình sáng tác thì mỗi người nghệ sĩ đều có một không gian nghệ thuật để đi về. Đó, sau đó chúng ta dẫn vào không gian nghệ thuật của từng tác giả. Có thể lấy hai cái tác giả để làm đòn bẩy. Sau đó chúng ta dẫn vào tác giả cần đề cập đến, tương tự như phần dẫn về giọng thơ của mỗi tác giả. Rồi các bạn sẽ dẫn vào cái tác phẩm mà các bạn cần phải đi phân tích. Ồ, vậy thì chúng ta sẽ có một số mở bài nâng cao hơn để có thể dẫn dắt vào một tác phẩm thơ. Chị ví dụ như thế này. Khi mà đi từ nhận định nhá, khi mà đi từ nhận định một cái câu thơ nào đó thì các bạn sẽ lấy như thế này. Nhà thơ Lê Đạt từng viết trong tác phẩm Vân Chữ của mình có đoạn: mỗi công dân đều có một dạng vân tay, mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ không trộn lẫn. Có thể thấy, sự độc đáo của mỗi tác phẩm được làm nên từ dạng vân chữ riêng của mỗi người nghệ sĩ. Một người nghệ sĩ chỉ thực sự sống trong lòng độc giả khi có được cho mình một hình thức sáng tạo ngôn từ độc đáo. Hiểu rộng ra là nét riêng, cá tính sáng tạo của mỗi nhà thơ. Vân chữ quan trọng thế, nhưng có những người nghệ sĩ phải dùng cả cuộc đời mình để kiếm tìm. Và tác giả A là một trong số những nhà thơ đã may mắn tìm ra vân chữ riêng bằng tài năng của chính mình. Đó, sau đó thì các bạn sẽ nêu ra cái nét riêng, cái cá tính sáng tạo của nhà thơ, rồi dẫn vào vấn đề nghị luận. Hay các bạn có thể dẫn dắt thêm vào những cái trải nghiệm ngôn từ của bản thân, thì các bạn có thể nói là gì ạ? À, nếu như những người nghệ sĩ trao gửi tâm hồn, những điều giản dị nhưng để bộc bạch qua những nốt nhạc, những giai điệu ngân dung, thì nhà thơ lại gửi gắm những tình cảm sâu kín, những suy tư qua những dòng thơ ngắn gọn nhưng kỳ diệu vô cùng. Thơ là một hình thức văn học lạ lùng lắm, chỉ ngắn gọn vài dòng mà khiến độc giả phải vui, buồn, hạnh phúc, tủi hờn, dạo dực và đắm say. Bao nhiêu cảm xúc lạ kỳ thế khiến cho ta dễ dàng sa chân vào vũng lầy của thơ để rồi chìm đắm trong đó. Và tác phẩm A của tác giả B đã thực sự làm trọn cái sứ mệnh của riêng mình. Các bạn hoàn toàn có thể lắp ghép vào mà, được không? Đó, rồi tiếp theo có những cái công thức là gì? Cuộc sống có thật nhiều những điều kỳ diệu, nhưng nó lại giống như sự tất yếu. Hệt như những bông hoa hồng ở lại với cuộc đời nhờ hương thơm ngọt ngào say đắm, không nồng nàn như hoa cúc hay ngọt ngào như ngọc lan. Loài chim sơn tước ở lại giữa đời bởi tiếng hót thiết tha vút lên giữa dàn đồng ca của núi rừng. Điều tất yếu ấy khiến cho người đọc mang trong lòng một nỗi băn khoăn. Có phải điều còn lại đối với mỗi nhà thơ chính là giọng điệu của riêng mình? Và giọng nói riêng biệt ấy ta đã từng bắt gặp ở một tác giả nào đó. Sau đó các bạn dẫn vào vấn đề nghị luận. Được chưa nào? Nhớ thì đấy là cách các bạn lồng ghép những cái nhận định văn học để đưa vào trong mở bài của mình. Hay có thể các bạn viết rằng là gì ạ? Có những bài thơ khi mà đi qua đời ta giản dị và mong manh với những nhịp đập rất chân thành từ tiếng lòng tác giả. Có những bài thơ dường như lại đang mang trong mình một nỗi niềm trăn trở say dứt, khi cho ta đêm ấy cũng từng lật trở mình, rồi thở dài bâng khuâng theo tâm hồn người nghệ sĩ. Những cái điểm nhấn trong cảm xúc bạn và tôi nhận được từ những bài thơ giống như một thứ ma lực kỳ diệu, để cho ta trong một khoảnh khắc nào đó nhìn thấy một hình ảnh nào đó lại bâng khuâng nhớ về. Đó có lẽ chính là thành công của mỗi nhà thơ trong kiến tạo tác phẩm của mình. Và tác giả A trong hành trình viết nên những bài thơ gửi đến bạn đọc đã ghi dấu ấn của mình với những vần thơ xúc cảm thế trong thi phẩm B. Đó, thì đấy là cách để chúng ta làm sao? Chúng ta khéo léo dẫn vào vấn đề nghị luận bằng cái cách gián tiếp. Đúng không? Rất là khéo léo mà không bị thô. Đúng không? Không bị thô và không bị cụt quá. Các em hoàn toàn có thể vận dụng là như vậy. Hay là khi mà đi mượn một cái nhận định về thơ rất là nổi tiếng, các bạn thấy là gì? À, thơ đòi cô đúc để rồi trong một phút nổ ra như tiếng sét.
Phải chăng cái sự cô đúc chính là nhãn từ trong thơ, là cái thần của ngôn ngữ? Nó được chấp nhặt từ những giọt rớt giọt rơi của cung đàn nghệ sĩ, từ những tí tách lắng đọng trong đôi mắt thi nhân, và ngay cả trong những nốt lặng giữa cuộc sống, được nhà thơ góp lại sau đó để cho tất cả những cảm xúc ấy chảy tràn trong từng câu từng chữ. Và để rồi, mỗi nhà thơ chất chiêu cho mình những xúc cảm lắng đọng ấy, truyền tải qua những bài thơ từ từ đi sâu vào trong lòng bạn đọc. Tác giả A là một trong số những người nghệ sĩ đã làm rất tốt điều ấy, ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc qua bài thơ B, đúng không? Đấy, dẫn bài tác phẩm. Thế là xong. Được chưa nào? Sẽ có rất nhiều mẫu mở bài hay để cho các em có thể tham khảo ở trong các khóa học của Văn Chị Hiên. Các bạn cứ yên tâm về điều đó nhá. Và hãy nhớ, trong cái quá trình mà áp dụng viết phân tích thân bài, đây là chị đang nói về phương pháp viết mở bài nhá. Và đặc biệt trong cái quá trình mà các bạn viết thân bài ấy, các bạn hãy nhớ cho chị một cái phương pháp này để chúng ta dễ viết hơn này. Các bạn sẽ có một cái công thức lập ý, đó là 1W1H1W. Các bạn đã nghe cái công thức này bao giờ chưa? Các bạn đã nghe cái công thức này bao giờ chưa? Trong quá trình viết thân bài, các bạn vận dụng cái công thức này để tìm ý cho chị thì nó sẽ rất dễ cho các em. Trong quá trình các em xác lập ý, đó chính là công thức. Các bạn viết ra là gì ạ? What, đúng không? Rồi how, rồi why, đúng không? Thế thì bây giờ, đối với những câu hỏi về what, đối với những câu hỏi về how, đối với những câu hỏi về why, thì các bạn sẽ phải trả lời những câu hỏi nào? Thì các em hãy nhớ này, hãy nhớ nhá. Chị bật mí cho chút thôi, bởi vì đây là những cái công thức mà chị đem tới cho các bạn ở trong khóa học của Học Văn Chị Hiên. Đó, những bạn tham gia khóa học thì các bạn sẽ được học những cái công thức như thế này. Đó, thế thì đối với đây, cái phần đầu tiên quát, đó chính là cách các bạn khái quát chung về bài thơ. Bài thơ viết về cái gì? Thì các em sẽ bắt đầu làm gì ạ? Chúng ta nêu, chúng ta giải thích nhan đề, chúng ta giải thích lời đề từ, chỉ ra cái mối liên hệ giữa nhan đề, đề từ với một câu thơ hoặc là một số từ ngữ cụ thể trong bài. Ở trong phần này, các bạn cần phải làm gì? Tóm tắt cái mạch cảm xúc, đúng không ạ? Rồi tứ thơ, hình tượng chính trong bài thơ, các bạn phải bám vào đâu để chúng ta có thể xác lập được ý, đúng không? Nội dung của từng khổ thơ, phần thơ là gì? Rồi sự thay đổi, biến đổi của hình tượng chính trong bài thơ ra sao? Nhá, thì đấy là về what. Còn về how thì sao? Nó chính là cái câu trả lời, câu hỏi, câu trả lời cho cái gì ạ? Những nét đặc sắc nghệ thuật trong bài thơ là gì? Thế thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến hình ảnh. Nói đến thơ là sẽ quan tâm đến hình ảnh, đúng không? Khi mà đi nói đến hình ảnh, các bạn sẽ phải trải qua 5 bước. Bước 1 là lựa chọn cho chị một đoạn thơ, một khổ thơ có nhiều hình ảnh đặc sắc. Bước thứ 2 là các bạn sẽ phải liệt kê cái chuỗi hình ảnh đó, xác định cái hình ảnh trung tâm là gì. Bước thứ 3, các bạn phải đi tóm tắt tính chất, đặc điểm của hình ảnh, chỉ ra được cái quy luật trong cách tổ chức hình ảnh thơ. Bước 4, các bạn sẽ đi phân tích một hình ảnh trọng tâm, trả lời ba cái từ khóa chị là khơi gợi điều gì, phát hiện ra điều gì và bày tỏ thể hiện cảm xúc gì. Đấy là ở trong how. Đấy, và cuối cùng bước 5 là các bạn sẽ đi liên hệ so sánh tương đồng hoặc tương phản với những hình ảnh tương tự ở trong bài thơ, nền thơ khác. Nhưng để làm được những cái câu hỏi này thì các bạn phải có cái gì? Phải có tri thức nền, phải có được tri thức ngữ văn. Đấy nhá, thế thì các bạn mới thấy được cái tầm quan trọng của tri thức ngữ văn. Nó làm sao nó chi phối tất cả những cái phần mà chúng ta sẽ vận dụng vào trong bài đọc hiểu, rồi vào trong bài viết như thế nào, để chúng ta có cái kế hoạch học ngay từ bây giờ đi, chứ đừng bỏ quên, đừng bỏ lỡ. Các bạn sẽ thấy các anh chị lớp 12 bây giờ cũng đang rất chật vật trong cái quá trình tìm lại tri thức ngữ văn. Bởi vì sao? Lớp 10, lớp 11 học lướt, không học kỹ, không học trọng tâm. Giống các bạn cũng như thế. Lớp 6, lớp 7, lớp 8 các bạn cũng không chú trọng tri thức ngữ văn. Thế cho nên bây giờ mà đi đọc hiểu thể loại á, là các bạn quên kiến thức rất nhiều, đúng không? Người kể chuyện toàn tri là gì, đúng không? Điểm nhìn chân thuật là gì, sự dịch chuyển điểm nhìn là như thế nào, không biết, không nắm được. Thế thì đấy là những kiến thức các em đã được học rồi, nhưng các bạn không nhớ, các bạn không chú trọng nó. Thì bây giờ các bạn sẽ phải chấp nhận cái việc là gì? Chúng ta bị mất điểm trong câu đọc hiểu. Nó thường thường nó sẽ chiếm 0,5 điểm hoặc 1 điểm của các em. Đấy nhá.
Phải học tri thức ngữ văn các em ạ. Không học là không được đâu. Rồi, tiếp các bạn sẽ đi trả lời cho chị. Đấy là ví dụ đi tìm hình ảnh. Thế thì đi phân tích từ ngữ thì sao? Đi phân tích từ ngữ, ngôn từ, biện pháp tu từ thì sao? Các bạn lại trải qua 3 bước. Bước 1 là gì? Nhận xét chung về cách dùng từ. Bước 2 là gì? Chọn một từ hoặc một cặp từ đặc sắc trong câu thơ. Có thể coi là nhãn từ ở trong câu thơ, hoặc là một chuỗi từ trường từ vựng. Có thể nó là động từ, danh từ, riêng tính từ, phụ từ, kệ nó. Nhưng sẽ tìm ra cho chị điểm chung. Rồi sau đó chúng ta chọn một biện pháp tu từ xuyên suốt toàn bài. Nó là biện pháp độc đáo để lại ấn tượng trong bài. Ví dụ ẩn dụ, nhân hóa, đảo ngữ, so sánh, liệt kê điệp ngữ, nói quá, nói giảm, nói tránh, hoán dụ. Các bạn đều có thể phân tích được. Được không? Rồi chúng ta sẽ đi nói đến vần, nhịp, giọng điệu, nhạc điệu trong thơ. Ồ, vậy thì các bạn sẽ quan tâm đến gì? Cách các nhịp có gì đặc biệt? Nhịp nhanh hay chậm, dồn dập hay là khoan thai? Điều đó nó thể hiện cái ý nghĩa gì, cái cảm xúc gì của tác giả khi mà thể hiện những cái câu thơ đó? Thì các bạn lại phải trải qua những cái cách. Cách một là gì? Chọn một đoạn tiêu biểu để phân tích nhạc điệu, giọng điệu. Hay là các bạn có thể sang cách 2 là gì? Chỉ ra cái sự thay đổi trong giọng điệu qua các khổ, các phần của bài thơ. Cách thứ 3 là chỉ phân tích sâu một nét độc đáo. Ví dụ là phối thanh, âm tiết mở hay âm tiết đóng, rồi tử vận ngắt dòng như thế nào. Đúng không? Thì đấy là việc mà các bạn sẽ phải đi phân tích trong các tác phẩm thơ. Và đặc biệt là các bạn học sinh mà học sách cánh diều thì các bạn học luôn ở trong bài viết số nhất, bài viết thứ nhất, bài viết 1, bài viết số 1, đúng không? Và cuối cùng, các bạn đi trả lời cái câu hỏi là why. Đó, thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta nói chủ đề. Tác giả viết để làm gì? Tại sao tác giả lại viết về chủ đề đó? Rồi, cái ý nghĩa, cái thông điệp để làm gì? Đưa ra để làm gì? Và tại sao các bạn cần phải hiểu được cái thông điệp ấy? Rồi so sánh với những bài thơ có cùng đề tài và nhưng mà lại khác biệt chủ đề, thông điệp, để biết được là cái đặc sắc nghệ thuật, cái đặc sắc trong cách nhìn nhận cũng như là sáng tác, cái phong cách sáng tác của nhà thơ. Được chưa nào? Nhá. Và hãy nhớ cách viết từng ý ở trong phần thân bài. Các bạn sẽ viết mỗi ý tương ứng một đoạn văn. Không nên viết dài từ đầu đến cuối. Không nên viết dài từ đầu đến cuối đâu ạ. Không nên gộp tất cả các luận điểm thành một đoạn văn dài và sau đó chỉ viết 3 đoạn, là mở bài một đoạn, thân bài một đoạn và kết bài một đoạn. Được chưa? Nhá. Rồi trong mỗi ý đều đi từ việc phân tích các dẫn chứng. Đầu tiên hãy nhớ này, đừng nói nội dung trước mà các bạn phải phân tích cho chị nghệ thuật trước, sau đó mới suy ra được nội dung các em nhá. Đừng các bạn nào đảo lộn quy trình. Không có nghệ thuật, không có cái ngôn ngữ, không có cái biện pháp tu từ thì làm sao mà thể hiện được nội dung. Các bạn phải hiểu điều đó nhá. Thế cho nên là các bạn đang đi làm một cái quy trình ngược, là các bạn hiểu gì các bạn viết đấy, sau đó thì các bạn mãi các bạn mới đưa ra những cái dẫn chứng. Thì không phải, mà các bạn phải đi nói về cái nghệ thuật đó trước, rồi sau đó mới thể hiện cái tư tưởng, cái tình cảm của tác giả như thế nào. Được không? Nhá. Đấy. Ok chưa? À chị ơi, cho em hỏi cuốn sách 150 công thức, hiện tại thì cuốn sách đó đang có mức giá là 39k đấy các em ạ. Các em nhá, nếu các em đang đặt bây giờ thì đang có mức giá là 39k, thì các em có thể nhắn tin về bếp luôn ạ. Nhá, để có thể sở hữu cuốn sách 150 công thức. Đây là cuốn sách mà rất là hữu ích cho các bạn học nghị luận xã hội. Có cả công thức và có cả viết mẫu luôn đấy ạ. Với mức giá rất là ưu đãi, đó chính là 39k. Được chưa? Rồi, vậy thì trên đây là cái một chút những cái phần mà chị muốn chia sẻ cho các bạn về cách các bạn viết mở bài. Rồi cách các bạn xác lập thân bài ra sao qua cái hệ thống ý là 1W1H1W. Đó, các bạn làm quen dần với những công thức như thế này thì các em sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong quá trình các em viết. Chứ không phải là đi viết mò nữa rồi. Phải hình thành cho mình một cái cách học khoa học nhá. Đó, thì nếu bạn nào muốn tham khảo những khóa học hay là những đầu sách, những ấn phẩm của Học Văn Chị Hiên, muốn Học Văn Chị Hiên sẽ đồng hành cùng với các em trong cái năm học rất là chị nghĩ rằng nó khá là khó khăn đối với các bạn, thì các em có thể nhắn tin về bếp ạ. Được không nào? Rồi không biết là các bạn có muốn hỏi gì về cái phần phân tích một tác phẩm thơ này không? Đầu năm thì các bạn đã trải qua 3 tuần học rồi đúng không? Các bạn cảm thấy khó khăn gì không trong quá trình học văn? Các em có thể chia sẻ với chị nhá. Nào, có cảm thấy khó khăn gì không ạ? Có cảm thấy khó khăn hay là lạ lẫm gì trong quá trình viết bài không? Trong quá trình làm bài rồi đọc hiểu thể loại không? Đó.
Không biết là tình hình như thế nào rồi, có thể chia sẻ cho chị biết không ạ? Có vẻ như là không bạn nào gặp khó khăn gì à? Chị không thấy các em comment. Có vẻ là không gặp khó khăn à? Ổn hết rồi à? À, thơ song thất lục bát các em ơi, các bạn phải hiểu nhá. Thơ song thất lục bát là một thể thơ ở trong sách Cánh Diều mà các bạn sẽ được học, và tất cả các sách các bạn sẽ được học đây. Chỉ ví dụ với thể song thất lục bát thì các em sẽ thấy đây một số thi luật của thể thơ song thất lục bát nhá. Nó sẽ là cái dạng thơ là gì ạ? Hai câu đầu là câu 7, đúng không ạ? Hai câu đầu, hai câu đầu là thất ngôn. Hai câu sau là lục bát. Đó, thì ở đây các bạn thấy này, khái niệm đây là thể thơ kết hợp giữa thơ thất ngôn và thơ lục bát. Mỗi khổ thì sẽ gồm bao nhiêu ạ? 4 dòng thơ, một cặp thất ngôn và một cặp lục bát, có một cái kết cấu rất là trọn vẹn về ý và về âm thanh và nhạc điệu. Về đặc điểm gieo vần ra sao, ngắt nhịp như thế nào. Ví dụ đây, ví dụ: ai chẳng biết chán đời là phải, sau vội vàng đã mải lên tiên. Đây là cặp thất ngôn, đúng không? Và đây là cặp lục bát. Rượu ngon không có bản hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Đó, thì đây chính là thể thơ song thất lục bát mà các bạn sẽ được học đây. Các bạn được học chưa ạ? Ở trên lớp em đã được học về thể thơ này chưa? Rồi, so sánh giữa hai cái đặc điểm thể thơ này. Đây, hãy nhớ nhá, hai cái thể thơ lục bát và thể thơ song thất lục bát đều là thể thơ dân tộc ạ. Đều là thể thơ do ông cha ta sáng tạo ra nhá, đều là thể thơ do ông cha ta sáng tạo ra, xuất phát từ văn học dân gian. Rồi, có những cái điểm khác nhau và giống nhau, ưu điểm và nhược điểm như thế nào thì ở đây chị đã hệ thống cho các bạn hết rồi. Đó, đây chính là một cái trích, một cái tài liệu ở trong khóa học văn VIP của học văn chị Hiên. Thì đối với từng kiểu tri thức ngữ văn, từng bài tri thức ngữ văn chị đều hệ thống ra sơ đồ để các em dễ học hơn. Đó, đều có sơ đồ để các bạn có thể dễ học. Chứ không phải là các bạn cứ nhìn cả một cái dòng chữ rất là dài như thế, cả một những cái trang chữ rất dài như thế mà các bạn học được thì khá là khó. Và các bạn phải học theo cách học khoa học. Nếu các bạn không khoa học thì các bạn không nắm được bài lâu đâu. Mà các bạn học hôm trước hôm sau các bạn quên luôn. Đó, thì ví dụ chữ nôm và chữ quốc ngữ cũng thế. Thì các bạn sẽ thấy chữ nôm hình thành từ bao giờ, chữ quốc ngữ hình thành từ bao giờ. Và so sánh hai cái dạng chữ này ở trên lớp thì các bạn có so sánh không ạ? Chị nghĩ là không, đúng không? Bởi vì trong phần tri thức ngữ văn nó không có so sánh. Nhưng ở đây chị luôn luôn so sánh cho các bạn để các bạn hiểu sâu hơn về đặc điểm của từng kiểu tri thức ngữ văn, từng dạng tri thức ngữ văn. Được chưa nào? Nhá. Thì đấy, được chưa? Và các bạn ơi hãy nhớ này, những bạn nào mà muốn đồng hành cùng với học văn chị Hiên trong năm học lớp 9 này, các em có thể tham khảo khóa học của học văn chị Hiên nhá. Chị đã ghim cái khóa học ấy rồi đấy ạ, chị đã ghim cái link đăng ký rồi. Các em hoàn toàn có thể điền vào link để nhận được những video học thử. Sẽ có những video học thử cho các em để các em có thể tham khảo nhá. Sẽ có những video học thử để các em có thể tham khảo, cho nên là các em cứ yên tâm là mình sẽ học video học thử trước. Nếu các bạn cảm thấy rất là hợp, các bạn cảm thấy mong muốn được đồng hành với những phương pháp sáng tạo như vậy thì các em sẽ đăng ký, các em sẽ hỏi bố mẹ để có thể đăng ký khóa học nhá. Được chưa? Rồi, còn những câu hỏi nào khác liên quan đến việc học văn lớp 9 nữa không ạ? Các em có muốn hỏi gì về chương trình ngữ văn lớp 9 nữa không? Ổn hết chưa? Mới đi học thì cảm thấy là cái kiến thức lớp 9 như thế nào? Có bị nặng quá không? Có bị nặng quá không? Hay là mình cảm thấy là ổn hết rồi? Đó. Nếu mà các bạn không có những câu hỏi gì đặt cho chị thì các em có thể nhắn tin về bếp cũng được. Các em có thể nhắn tin về bếp để xin những video học thử nhá. Hãy nhớ là những video học thử đều là miễn phí ạ. Video học thử, học thử miễn phí. Nên là các bạn cứ nhắn về bếp ạ. Các em nhá, đừng ngần ngại gì. Nếu các em muốn học một phần kiến thức trong các khóa học của học văn chị Hiên thì các bạn cứ nhắn về bếp để xin video học thử ạ.
Nhá, em bảo là em muốn tham khảo video học thử của học văn chị Hiên với các khóa học chương trình ngữ văn lớp 9 thì các em cứ nhắn về bếp, các anh chị sẽ gửi video học thử miễn phí cho các bạn. Được chưa nào? Nhá. Rồi, còn trong buổi ngày hôm nay nếu các em không có những băn khoăn, không có những câu hỏi gì đặt ra cho chị thì chị sẽ xin phép là tạm dừng phần phát trực tiếp của mình tại đây. Và mọi cái thắc mắc của các em thì các em cứ nhắn về bếp là chị sẽ giải đáp. Và đặc biệt là hiện tại thì chúng ta biết rằng là học văn chị Hiên vừa mới ra mắt một cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội dành cho tất cả các bạn học sinh từ khối 6 đến khối 9. Nếu các bạn quan tâm đến vấn đề là viết nghị luận xã hội ra sao và phân tích bằng chứng trong nghị luận xã hội như thế nào cho hợp lý, đưa ra những thông điệp như thế nào để cho người đọc thuyết phục, để thuyết phục được người đọc, thì các em có thể nhắn về để xin bản đọc thử của cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội các em nhé. Đó, cứ nhắn về bảo là chị ơi em muốn tham khảo bản đọc thử của cuốn sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Đó, bản đọc thử thì cũng gần 30 trang đấy các em ạ, rất là dài, bản đọc thử rất là dài, rất là hay, các em hoàn toàn có thể được đọc thử miễn phí. Các em cứ nhắn về, mọi cái thắc mắc gì của các em cứ nhắn về bếp là các anh chị ở học văn chị Yên sẽ giải quyết giúp các em nhá. Rồi, rất là cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã vào đây và theo dõi phần phát trực tiếp của chị đến tận bây giờ. Và chúc các bạn sẽ có một năm học luôn luôn thành công, luôn luôn đạt được nhiều điểm số thật cao và có thật nhiều niềm vui nhá. Gặt hái được những cái điều mà chúng ta đã đặt ra, những cái mục tiêu chúng ta đặt ra và điều mà các em mong đợi, đúng không ạ? Rồi, chúc các em có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình. Hẹn gặp lại các em trong những buổi phát trực tiếp lần sau nha. Bye bye!